Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Top 5 sản phẩm trên TV Shopping. Và như thông lệ, trong mỗi chương trình Top 5, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị 5 cái tên được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất. Và chắc chắn đây đều là những sản phẩm đáp ứng được tất cả các tiêu chí. Đó là đáp ứng nhu cầu thiết thực nhất trong cuộc sống hàng ngày, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả rất hấp dẫn và cuối cùng sản phẩm phải hết sức đẹp mắt. Nếu quý vị đã quá quen thuộc với các sản phẩm cũ thì hãy chú ý theo dõi chương trình Top 5 tuần này. Những cái tên mới chắc chắn sẽ làm nên nhiều điều bất ngờ. Ngay khi phát sóng chương trình đèn học sinh Tirus TS57, rất nhiều phụ huynh đã gọi điện về cho chương trình đặt hàng sản phẩm này. Sức nóng không hề dừng lại ở đó, chiếc đèn chống cận có một sức bật khá lớn và vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách bảng xếp hạng tuần này vì nó quá độc đáo và đẹp mắt. Quý vị hãy cùng quan sát tận mắt sản phẩm này nhé! Điều đầu tiên dễ nhận thấy ở chiếc đèn này là thiết kế hết sức trẻ trung và cá tính, rất thích hợp với phong cách của các em học sinh. Còn điều thứ hai mới thực sự quan trọng, đó chính là khả năng bảo vệ trẻ khỏi các tật về mắt như là cận thị, chống mỏi mắt rất tốt vì đèn sử dụng công nghệ LED, chiếu sáng dịu nhẹ và không làm hư mắt. Đèn có thể điều chỉnh 5 cấp độ sáng, 30 bóng đèn LED, thân đèn linh hoạt, giúp phân tán ánh sáng dễ dàng xung quanh bàn học. Và như vậy là với một chiếc đèn vừa trẻ trung, cá tính lại giúp bảo vệ đôi mắt cho con trẻ thì chẳng có lý do gì mà các bậc phụ huynh của chúng ta lại từ chối, đúng không nào? Những cái tên đồ gia dụng bao giờ cũng là những sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn hàng đầu khi nhắc tới TV Shopping. Và chẳng có lý do gì trong tuần này chúng ta không nhắc tới cái tên máy xay thịt 3-in-1 hết sức tiện ích Tirus TS5248. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị đang băn khoăn không biết nên chọn loại máy xay thịt nào cho gia đình của mình vừa chất lượng tốt vừa có giá cả hấp dẫn thì hãy quan sát thật kỹ chiếc máy này của chúng tôi. Máy xay thịt Tirus TS5248, chỉ với một sản phẩm nhỏ gọn như thế này, bạn có thể chế biến 3 loại đồ ăn: thực phẩm tươi sống, đồ khô và sinh tố hoa quả, rất tiện dụng và ưu việt hơn hẳn các loại máy xay sinh tố khác. Vẫn là một chiếc máy xay thịt tiện ích và đa năng như máy xay thịt Tirus TS5248. Và chúng ta hãy cùng chào đón sản phẩm máy xay thịt Magic A04, công nghệ tiên tiến tới từ Hàn Quốc. Và chắc chắn là trong lúc này đây thì quý vị và các bạn đang băn khoăn khi không biết nên chọn loại máy nào trong hai thương hiệu Tirus hay là Magic, đúng không ạ? Chỉ cần quan sát và theo dõi thật kỹ những gì mà sản phẩm này làm được, quý vị sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình. Và chắc chắn là quý vị sẽ có ngay sự lựa chọn cho riêng mình thôi ạ. Cốt thủy tinh sáng bóng giúp sản phẩm nổi bật trong căn bếp của gia đình bạn. Lưỡi dao thì hết sức sắc bén, có thể xay mọi nguyên liệu mà bạn muốn, thịt, cá và đồ khô như là lạc, vừng hay làm sinh tố hoa quả rất thơm ngon. Và không cần phải mua máy xay sinh tố rất lỉnh kỉnh trong khâu vệ sinh. Ngay lúc này thì hãy gọi điện đặt hàng cho TV Shopping và mua ngay sản phẩm này. Chỉ với mức giá 390.000 đồng, bạn sẽ không cảm thấy thất vọng. Vâng, top 2, hãy đón chào sự trở lại của bộ lược và thuốc nhuộm tóc dạng bọt bắp bờ tới từ Hàn Quốc. Với một sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tới từ Hàn Quốc thì chất lượng của sản phẩm này không còn là vấn đề cần bàn cãi nữa. Trước hết, hãy chú ý theo dõi chiếc lược nhuộm tóc của chúng tôi có điều gì ấn tượng nhé. Khi tự nhuộm tóc tại nhà, quý vị cần hỗ trợ. Với lược nhuộm tóc Barber Stick, quý vị có thể tự nhuộm một cách dễ dàng. Với cách nhuộm thông thường, rất dễ dính màu nhuộm lên da đầu. Còn với lược nhuộm tóc Barber Stick, quý vị hoàn toàn yên tâm vì lớp bọt không bao giờ cháy bẩn, giúp nhuộm tóc nhanh chóng và dễ dàng hơn. Để có được một mái tóc đều màu, ngoài sử dụng chiếc lược tiện ích này thì quý vị và các bạn sẽ cần tới một sản phẩm nữa, đó chính là bộ thuốc nhuộm tóc dạng bọt Barber Color. Chăm nghe không bằng một thấy, vậy thì hãy chú ý quan sát thật kỹ sản phẩm này một lần nữa. Đầu tiên, chúng ta vặn xoắn phần chai đựng thuốc nhuộm ra khỏi phần đầu lược. Sau đó đổ thuốc nhuộm gồm cả lọ 1 và lọ 2 vào trong chai chứa thuốc nhuộm, rồi vặn đầu lược vào thân chai cho khớp. Một lưu ý là tuyệt đối không sóc chai. Tiếp đến, chúng ta dùng ngón trỏ để ấn nút đằng sau xuống. Chúng ta bắt đầu chải sau khi bọt của thuốc nhuộm đủ chất lượng. Nồi chiên là một chiếc nồi tiện ích và hết sức đa năng giúp làm các món nướng mà không cần đến dầu mỡ, giảm đến 80% dầu mỡ dư thừa có trong thực phẩm. Và chắc chắn là nghe đến đây thì quý vị và các bạn sẽ cảm thấy rất thích thú, đúng không nào? Chỉ với chiếc nồi này, người nội trợ của chúng ta sẽ không còn phải vất vả chiên nướng bằng cách truyền thống nữa, rất là mất thời gian. Và nếu như cách truyền thống thì chúng ta cần phải chuẩn bị chảo dầu, phải canh chờ thực phẩm. Và trong quá trình nấu nướng thì rất có thể là dầu mỡ sẽ bắn vào người, gây bỏng cho chúng ta. Và để giải quyết tất cả những vướng mắc đó thì quý vị và các bạn hãy mua về cho gia đình của mình chiếc nồi chiên Magic Korea tiện ích ngay từ bây giờ. Và các bạn thì chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu mà thôi. Lưu ý là không cần dùng dầu mỡ, chỉ việc cho nguyên liệu vào, cài đặt nhiệt độ phù hợp với từng món ăn, thời gian chiên nướng là chiếc nồi này sẽ tự động làm cho quý vị và các bạn những món ăn thơm ngon bổ dưỡng.
Những món nướng thơm ngon, món ăn chiên giòn béo ngậy mà không cần dùng đến dầu mỡ hay là một chiếc đèn, chiếc lược tiện ích sẽ là những sản phẩm hết sức thiết thực phục vụ cuộc sống mỗi ngày của quý vị. Và ngay lúc này đây thì gọi điện cho chúng tôi và sở hữu những sản phẩm tiện ích đó, chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy hài lòng. Và để biết thêm chi tiết về các sản phẩm khác trên TV Shopping, vui lòng truy cập website tvshopping.vn. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. TV Shopping, thế giới mua sắm trong nhà bạn.